chiêu cực phải là chiêu lửa các bạn. Chiêu lửa này đi cực kỳ nhanh luôn á. Bây giờ thì nó sẽ sử dụng cái phần trên lưng của nó để phun ra lửa, đúng không? Hình như miệng của nó bạn, miệng của nó phun ra như một cái núi lửa phun trào vậy đó, văn thiên thạch quả cầu lửa gì đó, cái kiểu là phía bên ngoài dữ lắm. Và mình phát hiện ra con này á các bạn, khi mà nó chạy nhanh á, một lát sau là nó sẽ biến thành một như cục lửa vậy đó, đó, và di chuyển cực kỳ nhanh, cực kỳ nhanh vô trong này luôn. Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay series ARK cùng với mod Pokemon. Và ở tập trước đó các bạn, thì mình có một chuyến mình đi săn bắt á, thì mình bắt về được mấy em Pikachu nữa bạn. Hiện tại là mình đã có được 3 em Pikachu rồi ha. Mình chỉ còn thiếu cái con Alolan Raichu đó thôi các bạn. Raichu bình thường mình cũng có rồi ha, Alolan Raichu thì mình chưa có. Cho nên trong tập ngày hôm nay chắc là mình sẽ làm một chuyến đi phiêu lưu và tìm ha. Hy vọng là may mắn mình sẽ có được cái con Alolan Raichu luôn trong tập ngày hôm nay. Và ở tập trước thì mình có bị hư cái cây súng bắn lưới các bạn. Mình cũng mới vừa sửa xong nè. Cho nên hôm nay thì chắc là cũng không cần phải chuẩn bị đồ gì quá nhiều đâu ha. Chỉ cần lên đường để đi phiêu lưu khám phá các bạn. Để đi săn mấy em kiểu như Pokemon mới thôi các bạn. Vừa đi tìm Pokemon mà vừa hy vọng là sẽ có được cái con Alolan Raichu luôn ha. Ở lần trước thì mình bắt được cái con Raichu đó bạn, mình thấy là ở ngoài bờ biển á, thì hay có lắm các bạn. Và trong rừng thì cũng có nữa. Trong rừng thì cũng có mấy con kiểu như Pikachu rồi đó các bạn. Cho nên hôm nay chắc là sẽ kết hợp vừa đi săn, vừa đi tìm mấy con Pokemon mới, mà vừa săn thêm cái phần nguyên liệu các bạn. Đó, đánh mấy con này để mình có thể có thêm nguồn nguyên liệu á, mấy cái mảnh để mà mình mua mấy con Pokemon ở trong cái máy bán hàng đó các bạn. Bữa giờ mình siêu tầm chắc là cũng phải có chắc là 800-900 cái rồi đó các bạn. Và đánh mấy con dơi nè, có nè. Trên người của mình hiện tại là đang có 16 cái thôi. Mình cũng đã cất ở nhà bớt một mớ rồi các bạn. Và trong này thì có mấy con test nè. Mình sẽ thử mấy con test hết luôn để lấy thêm phần mạch điện. Mình chuẩn bị sắp tới mình sẽ chế tạo mấy cái cổ máy của mấy con Pokemon đó các bạn. Và đây thì có mấy con, con này là con ấu trùng của cái con gì nè các bạn. Con ong nè. Con ong ở tập trước mình có bắt rồi ha. Và Pikachu kìa. Pikachu này level maximum luôn các bạn. Nhưng mà Pikachu nhà mình có rồi ha. Và phía đây thì có mấy con của mod nữa nè, mình sẽ xử tụi nó hết. Ok. Con này thì được 3 mảnh ha. Và giờ đi. Bên đây có Pikachu nữa nè các bạn. Trời, trong rừng thì có rất là nhiều Pikachu luôn. Và lượn ra phía bên ngoài rồi ha. Qua tới phía bên đây thì ra ngoài rồi. Chỗ này là lần trước hình như chỗ mình bắt con Raichu đó bạn. Đó, cho nên hôm nay thì nó cũng xuất hiện. Đây con chuột ha. Con chuột thì của bạn mất mới, cho nên nó không phải rồi. Và lượn phía bên đây thêm một chút thử xem coi có không. Chadermen nè. Chadermen thì không phải rồi. Phía bên đây có một con nữa nè các bạn. Raichu, nhưng mà con này là con đực. Hình như con nhà của mình cũng là con đực luôn các bạn. Cho nên là không được rồi ha. Không bắt em nó được. Bắt em nó mình chắc phải mình lựa con cái á. Chứ bên đây thì có con Raichu. Con cái nè các bạn. Con ra cái này thì level có 200 thôi nha. Nhưng sẽ bắt thì mình lai tạo thử các bạn. Tại sẵn ở đây có thì mình bắt luôn á. Nó đang đánh kìa. Mình lai tạo thử xem có đó tạo ra cái con Pikachu nhỏ không ha. Con kiểu baby nhỏ đó các bạn. Và con này thì mình phải bắn nó một cái được. Nó đang chiến đấu với mấy con kia. Mấy con kia đang đánh nó kìa. Chà, mấy con kia đánh nó dữ dội quá. Để mình phải xử nó phụ nó mới được. Này, mấy con kia ăn hết mất kìa. Có khi nào nó chết luôn á. Nó mà xỉu là có thể nó bị chết luôn á. Cho nên là mình phải xử hết mấy con nhỏ nhỏ xung quanh nó. Mình sẽ chạy ra xa một chút để mình chuyển sang cái phần đạn ngủ. Đạn ngủ này thì chắc là bắn thêm một viên, hai viên nữa thôi là em nó đi nữa mà. Ba người mấy ha. Một viên. Chắc là phải thêm một viên nữa các bạn. Là em nó đi thôi. Con này thuộc dạng là cũng chống cự dữ lắm nè. Mà mình thì đem theo có 31 quả cầu thôi bạn. 31 quả cầu này thì có thu phục từ từ em nó luôn. Có một cái con nhím lửa nữa các bạn. Con nhím lửa mà kiểu như là nó ở level 1 á. Cấp độ tiến hóa 1 đó các bạn. Thì có bạn comment nói là con nó có thể tiến hóa lên cả cấp 3 nữa. Cho nên trong tập ngày hôm nay sẵn thì đi tìm con Alolan Raichu thì mình sẽ coi có luôn không ha. Mình sẽ thu phục em nó luôn các bạn. Nếu mà may mắn có thì ngon lành luôn. Mà em này thì phải chờ debuff chuột ha. Con nó cứng đầu dễ sợ luôn. Và đây thì có con gì đó. Ui, con sâu các bạn. Con sâu. Con sâu của level 1 của tiến hóa cái con ong các bạn. Con ong ở tập trước này ha. Mà con ong nó cùi quá. Con ong nó không có luyện level được các bạn. Tiến hóa được lên mega luôn á. Nhìn chiến lắm luôn mà lại không có luyện cấp được.
và đi dọc dọc một phía bên đây, trong lúc chờ đợi cho nó hết debuff thì mình nghĩ nghĩa thử coi có con gì đó nữa không. Phía bên trong đó thì có, lát nữa mình sẽ qua phía bên đó luôn các bạn, dọc qua phía bên đó luôn. Còn bây giờ thì thu phục, tập trung thu phục con này cho xong mới đã. Thêm một cục nữa nè cưng. Trời ơi, mới vô còn có 26 cục thôi các bạn, 26 quả cầu Pokemon thôi. Nhiều bạn kêu mình nè tạo thêm quả cầu Pokemon xịn đó bạn, và em nó cũng đã thu phục xong rồi nè. Đây rồi, quả cầu Pokemon thì trong mod của mình thì có cái cục này thôi các bạn, đúng duy nhất một cục thôi. Ngoài ra thì còn có cái này để thay đổi skin cho cái cục ở trên này cho nhìn nó lạ mắt và đẹp hơn thôi. Ngoài ra thì không có cục nào khác hết các bạn. Trời ơi, chỉ có mấy cái máy này thôi á. Mấy cái máy này thì cần có cái mạch điện electronic nè các bạn. Bữa nào mình sẽ làm một tập mình sẽ chế tạo ra những cái máy này ha. Cái máy này hướng hướng về hồi máu cho mấy em Pokemon của mình thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt lắm. Và đây thì coi con gì đánh gì ghê vậy, hình như con sâu đó. Con sâu nó có chiêu gì đặc biệt các bạn, làm cho mình bị dính cái búp gì nè, búp đó hình như là búp slow down á, làm chậm đi thì phải. Ở đây thử mấy con này hết luôn và mình sẽ dọc lên đường thôi bạn. Lát nữa mình sẽ đem về để mình lai tạo cái con này với con Raichu ở nhà của mình xem nó ra cái gì ha. Còn phía bên đây thì có mấy em nhỏ nhỏ này mình sẽ xử hết để lấy phần nguyên liệu. Ở dưới này thì có con rùa bị chết rồi ha, đánh với con gì mà nó bị chết ha, chắc là mấy con chuột dưới này nè đó. Alo chuột kìa nè bạn. Đó, dọc dọc phía bên đây thêm thử xem có con gì mới không nữa. Bên đây có vẻ như không có nhiều Raichu ha, không có alo Raichu gì nhiều. Nhìn nhìn ở phía bên kia thử xem coi có không. Bên đây thì toàn là rùa nước rồi ha. Phía bên đây nữa bạn, lượn qua phía bên đây thêm toàn là mấy con của Vanilla thôi. Có cả cái con Spino nữa nè. Spino thì sẵn đây mình thạc lửa cho nó một quá cho em nó ra đi luôn. Và con rùa ha, rùa thì bây giờ chắc là không cần nữa rồi, cho nên là bỏ qua luôn đi. Con quỷ rùa đó nó cứng lắm các bạn, cưỡi con rồng nước này của mình thì đánh nó cực lắm. Và con này thì hổ báo chứ ra xuống mà phun. Ôi chúng con nó 10.000 đam các bạn. Wow, con nó vô đam đi ha, con nó chắc không có kháng lửa hay sao á. Mà sao phun, ủa sao hồi nãy phun con nó sao lên 10.000 đam dữ không biết. Phun mấy con này thì đâu có lên được đâu tới 10.000 đam đâu ha. À có con ngôi sao ấy nè, con ngôi sao này lên vào cái 50 thôi, tự em nói luôn. Ngôi sao đó hình như nhà mình cũng chưa bắt bao giờ hết luôn á. Và đây có con bướm nữa nè, thử con bướm luôn đi. Và ở trong kia mình thấy có cái con gì á, nó bò bò ở trong kia. Đây nó là một con đó các bạn. Ủa con trong kia 280 hả, còn con phía bên ngoài này thì có 190 thôi các bạn. Ở trên này có con ong nè, đã ra đây con ong nè, ong ở tập trước đã bạn. Tiến quá lên mega luôn mà không có gì ngon hết à, đánh em nó luôn đi. Mình thấy dưới này có cái con gì lạ quá các bạn. Và bên đây thì có con ara ha, phía trong này thì mấy con này mình có rồi, chỉ có con này mà mình thấy nó hiếm nè bạn. Đây là lần đầu tiên mình thấy nó xuất hiện trong cái map của mình luôn á. Và bên đây thì có thêm một con nữa, con phía bên trong này là con level cao nhất thầy ha, cho nên là sẽ sử dụng 8.000 turbo á. 8.000 turbo thì chắc là bắn luôn chắc là cũng được, chứ không cần phải sớm súng lưới đâu. Dí heo cưng, đúng rồi, mình sẽ dụ nó ra. Chà, nó dí hai con luôn hả, nó ây dạ, nó dí hai con vậy chắc phải tóm lại một con quá. Rồi mình sẽ tóm một con lại đi ha. Ok rồi, dụ con kia ra phía bên ngoài để mình xử nó thôi, xử một con để cho nó ngon lành hơn nè. Đó, đỡ vướng díu tay chân của mình ha. Thêm một viên nữa thôi. Rồi em nó đã xỉu các bạn, thu phục em này luôn, đem về để bổ sung bộ sưu tập của những con Pokemon của mình. Mình cũng chưa biết là con này có tiến hóa được không nữa, bạn nào biết thì có thể bình luận xuống phía bên dưới cho mình biết ha. Và bây giờ thì chết rồi, quên quên đem quăng thêm một cái nữa thôi. Quăng hai cái là thời gian debuff nó sẽ cộng thêm vô đó các bạn, nó sẽ trở nên lâu hơn nữa, nó sẽ tuột xuống chậm hơn. Cho nên là trên này có cục hình các bạn, nhưng mà có cái con kia hả, đài không sao hết. Mày thả bưởi một phát một cái súng này, bắn một phát một là đi một con nè. Trong này thì có con khủng long trẻ trâu, bắn cho một phát một con đi luôn. Và trong này thử xem coi, đồ cùi thôi, dục bỏ đi, mấy công thức chế tạo thôi. Charmander nè, và quay trở lại, có con ong. Ôi con ngôi sao này toàn level thấp thôi ha, toàn level chỉ có 50-30 được không à. Bữa giờ mình cũng tìm mấy con ngôi sao level xem coi có cao không các bạn để mình thu phục, mà thấy toàn là mấy con level thấp thôi. Là con này thì có tấn công được không? Con này hình như tiến hóa thành con bướm nè bạn, bướm bay nó đi được ha. Còn mấy con ấu trùng của cái con ong hình như nó không có đi được. Thấy con ấu trùng của con ong nó giống giống gì nè bạn, mà nó màu vàng, mình thấy hình như nó không có di chuyển được. Và con này thì cũng lì dữ ha, mình sẽ đứng đây để tập trung và quăng nó luôn đi. Rồi mình sẽ cưỡi nó luôn các bạn. Xong rồi nè, mình sẽ thử cưỡi nó đi ha. Con này thì mình sẽ cho nó vô trong quả cầu của mình trở lại. Đây rồi,
chai nó ra phía bên ngoài và mình cưỡi nó. Đúng rồi nè các bạn, con này của bản mod cũ này ha, khi mà cưỡi nó thì mình sẽ hóa thân thành nó luôn. Và khi mình đi ra ngoài thì mình coi coi nó có cái menu tiến hóa không ha. Đúng rồi, không có menu tiến hóa luôn các bạn. Vậy là con của bản mod cũ. Và đây thì đánh thường nè. Ui, nó có cái kỹ năng gì phát sáng lên đó các bạn, mà không tấn công lại mình ha. Khi nó phát sáng lên thì nó trở nên rất là cứng luôn các bạn, đánh nó không xi nhê luôn nè. Kiểu như nó búp cho nó được một cái khả năng gì đó chống chịu cứng lắm luôn. Và con này thì chỉ có đúng duy nhất một chiêu thôi, từ 100 mấy 200 đam các bạn, bây giờ còn có 50 đam thôi à. Nhưng mà cố gắng đập nó thì chắc là được. Nó hết búp rồi đó. Ok, hết búp là mình đánh nó lượng liền. Ôi da, mấy con khủng long ba sừng nhào vô chơi luôn. Con này của mình thì chuột phải, chuột phải không có chiêu các bạn. Chữ X, C, Control cũng không có chiêu, Q, R. Thì cũng không có chiêu luôn các bạn. Vậy là con này chỉ có chiêu đánh thường thôi á. Bộ bản mod cũ thì thường á là mấy cái chiêu hút của nó rất là ít. Nó được cái là có số lượng Pokemon đa dạng thôi các bạn. Nhiều Pokemon hơn cái bản mod mới á. Bản mod mới thì nó ít hơn, nhưng mà chiêu hút của mỗi con thì nó rất là đặc biệt luôn, có nhiều chiêu hơn. Ở đây thì mình sẽ đi vòng vòng, mình sẽ luyện cấp cho con này mới được. Bên kia có cái túi đồ gì vậy? Túi đồ của con gì nó rớt ăn. Con gì nó chiến đấu và nó bị chết đây nè. Nhưng mà cũng chỉ đồ linh tinh thôi à. Mà sẽ đi dập dập ở ngoài bờ biển ha. Cũng như là vừa đi vô trong rừng luôn các bạn. Chỗ nào cũng có thể xuất hiện mấy con Raichu hết á. Ở đây thì có con này. Ôi, phía đây thì có thêm một con nữa này các bạn. Đó. Nhưng mà level có 50, 150 thôi à. Thử em nó thử một trái coi. Đánh thường thì được 203 dam ha. Mình cũng chưa cộng điểm cho nó nữa. Nhưng mà đánh thường trước đi. Chuột phải thì không có gì hết và nó chống cự dữ lắm. Chống cự nè. Rồi có được thêm một mảnh nữa. À, đi rơi cho mày luôn. Con này hả, đánh được không đây? Con này có mấy trăm máu thôi bạn. Đánh được, chơi được. Nhảy vào chơi luôn nè. Con này mặc dù nó nhìn giống mấy con rắn các bạn, nhưng mà nó nhảy rất là cao. Hình như con này nó hãy rồng mất các bạn. Thấy nó có hai cái cánh trên đầu ha. Con này mình sẽ cho nó lên thêm. Đó, lên thêm một chút tốc độ đi. Rồi lên thêm sức mạnh nha các bạn. Bơm thêm sức mạnh cho em nó vô. Đó, em ở đây rồi. Bò vô trong này đó các bạn. Lượn ở trong này, vừa đi vừa luyện cấp luôn. Con quỷ nhỏ này thì đánh dễ nè. Farm nhiều khi nó được cái bột phát sáng rồi nữa ha. Của con cá lồng đèn nè, với dầu. Ở trong này, ác gì vậy? Con chuột ăn cấp đồ hàng quỷ. Rồi con này thì trụi 290 luôn các bạn. Con quỷ này thì võ sĩ nè, nó mạnh lắm nè, không biết chơi được nó không đây. Bạn nghe có tiếng ăn cấp đồ. Chạy thôi. Ok, đánh luôn. Nó chết rồi kìa các bạn. Trời ơi, cắn bừa cũng trúng nó luôn á. Vào trong này luôn. Trời ơi, con khi Hypno này mạnh lắm nè các bạn. Khủng khiếp lắm, rồi nó đới đánh chết con gì đây vậy? Chameleon các bạn. 300 luôn hả? Wow, hay nó khủng khiếp rồi. Nó có 1000 mấy máu thôi các bạn. Và con này mình sẽ cộng thêm cho nó sức mạnh vô một cái. Rồi đi sau. Ui, nó tiến quá phải không? Nó tiến quá các bạn. Wow, em nó tiến quá lên được kìa. Mình mới vừa cộng thêm cho em nó một điểm thôi các bạn. Tự nhiên em nó tiến quá luôn nè. Đó, nó lên dạng level 2 rồi thì phải. Con này, Dragon gì phải không? Hình như nó tiến quá lên thành cái con rồng gì lần trước mình thấy ở bên cái đảo bay hay sao đó các bạn. Con này nè, bây giờ nó bự hơn mình rồi. Hồi nãy mình bự hơn nó, bây giờ nó bự hơn mình các bạn. Bò nè, cái đuôi của nó cũng dài hơn nữa ha. Mình sẽ đi thử sức mạnh của nó mới được. Đây, thử sức mạnh thử các bạn. Đây, có mấy con ngôi sao nè. Và bên kia có con chuột ha. Ok, thử sức mạnh đó các bạn. Ôi chà, đánh lại kìa. Ngôi sao đánh lại kìa. Chuột nè. Bây giờ thì, sao đánh được có 200, có 100 mấy đam thôi các bạn. Con này chắc phải cộng thêm sức mạnh cho nó lên ha. Thử chuột phải không có nè. X nè, Control, C, Q, R, O, tất cả những cái nút chiêu thức các bạn. Thì con này không có chiêu gì hết à. Chắc là phải tiến quá lên level 3 mới có chiêu hay sao á. Mình sẽ tìm mấy con bự đó bạn, để luyện cấp cho con này, để xem coi nó có tiến quá lên được nữa không nha. Xem coi nó có lên thành con rồng không đây. Bay được không? Hiện tại là nó chỉ vẫn còn là con rắn các bạn. Rắn nhảy nè. Đó, nhảy lên cái nó cuốn cái đuôi nó lại ha. Còn bò dưới đất thì nó bò bình thường. Đã lằn quằn như thế này thôi. Rồi đi qua phía bên đây, đây rồi. Có mấy con chó này nè các bạn, vô tấn công nó mới được. Trên kia có con khủng long có dài nữa nè. Mà đánh thì, bây giờ thì được 300 đam một phát đó các bạn. Đánh luôn. Còn phía bên đây, 280 nữa. Hồi nãy thấy con phía bên dưới kia thì 290 ha, còn phía đây thì 280 luôn. Và trên này thì có con cổ dài. Mình sẽ vừa đi, mình sẽ vừa nghĩ xung quanh xem có con gì đó đặc biệt nữa không. Trên này có con ma nữa nè. Chơi luôn con này khác, đánh luôn, dồn dập luôn.
Mình cũng nghĩ kia nó đánh văng lắm. Rồi con ma thì cũng đã ra đi luôn rồi. Mình sẽ xử luôn con này một cái. Con này thì máu của nó thì 3.700 thôi. Mà chống cự dữ nha. Chống cự cái gì, hãy đầu hàng đi. Mình sẽ được lên thêm một mớ level nữa. Và nó chuyển sang trạng thái hoảng sợ bỏ chạy rồi. Càng hoảng sợ thì mình sẽ càng dễ ăn thịt nó hơn. Ok. À Raptor, Raptor vô ăn hôi của ba con Raptor luôn hả? Chơi luôn. Mình chưa kịp cộng điểm vô cho nó luôn á nữa, mà hẳn ba con Raptor nhào vô tấn công cùng một lúc luôn đó. Đây rồi, mình sẽ lên cho nó thêm một chút tốc độ nó đi ha, nó đi hơi chậm. Rồi, thêm sức mạnh nữa để cho dễ luyện hơn. Rồi, bò vô trong này thôi các bạn, nhìn em nó bò nè. Vẫn chưa thấy có con gì mới lạ nè. Ui, con gì nè các bạn? À, con chuột, con chuột. Ui. Cái con này thì ở tập trước có bạn comment nói là có thể tiến hóa lên cả level 12 và level 3 luôn các bạn. Con này hình như là ở level 1 nè, tiến hóa được á. Vậy là ở phương gian xung quanh đây có mấy con này nha, để mình đi vòng vòng thử các bạn. Mình sẽ cho tạm thời con này vô trong lại đi ha. Mình sẽ sử dụng cái con này thì chưa có hút nó vô các bạn. Đây mình sẽ hút nó vô trong quả cầu luôn ha. Rồi, để mình bay lượn vòng vòng ở đây mình tìm xem coi có con nào level cao hơn nữa không nha. Mình bắt con nhím luôn các bạn, để mình còn tiến hóa cho nó thử các bạn. À, tìm kỹ thử xem đây. Con kia thì kiểu nó nhỏ xíu rồi bạn. Và đây thì có một con nữa nè. À con này con rùa. Bên đây thì đây có con nhỏ nữa đây bạn. Ồ con sâu hả? À, con sâu đó hình như là tiến quá lên thành con nhộng. Rồi tự nhộng tiến quá lên thành con bướm vậy. Sâu xanh nè. Còn sâu của con ông thì hình như là nó màu vàng vàng cam cam. Trong thì toàn mấy con chim đánh chón đồ thôi á. Để vào một cái bên đây luôn. Bên đây có con suối đi ra ngoài thôi. À Pikachu nữa nè các bạn. 120 luôn. Rồi mấy con nhộng con ong một phía bên đây cũng có nữa. Phun tụi nó hết luôn đi. Để cần lê khu vực này luôn. Bọn mình sẽ đi dọc dọc theo con suối này đi xuống phía bên dưới thử nha. Xem mấy con gì đó lạ hơn nữa không. Bên đây thì chim nhỏ rất là nhiều luôn á. Lần trước tìm bên cái đảo bay các bạn. Tìm quá trời mấy con chim nhỏ mà không có. Đây thì có mấy con ma rồi nè. Mấy con của bạn mốt cũ thì quẩy đuôi một phát. Để xử tụi nó hết. Và con gà chiến nha. Gà chiến để farm luôn phần nguyên liệu. Và đi lên phía bên trên luôn các bạn. À đây 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 các bạn. Dọc dọc lên trên này mình thấy có một con rồi nè. Đại rồi, ở trên một ngọn núi trên này thì có rất là nhiều những con Pokemon bình thường đó các bạn. Cho nên là mình sẽ xử lý nó hết. Có cả Pikachu nữa nè. Pikachu thì xử em nó luôn. Mấy con xung quanh đây thì mình clear hết luôn ha. Đặc biệt nhất là mấy con mũi nè. Mình sẽ clear hết khu vực này cho nó an toàn hơn. Bây giờ thì mình sẽ thay cái đạn vô cái đã. Thay phần đạn xịn vô để bắn nó. Con này thì 1.800 turbo bắn một phát một. Thì nó sẽ không xỉu đâu các bạn. Cho nên là tóm súng lưới lại cho nó chắc ăn nè. Ok. Rồi. Ui cha. Nó có cái chiêu là smoke các bạn. Nó kiểu như đánh bơm mù ha. Không thấy gì hết luôn nè. Nếu mà không có cái ống dòm chắc là cũng hơi khó nhìn luôn á. Thử tắt đi cái ống dòm nè. Đó. Bắt cái ống dòm đứng đây là coi như hết thấy gì luôn á. Và em nó cũng đã xong rồi. Bật ống dòm lên để mình thu phục em nó mới được. Thử xem coi em nó có tiến quá không nha. Cũng như xem coi nó có ở trong bản mod mới không. Mấy con này mình sẽ chừa lại các bạn, mấy con hiền hiền để chuẩn bị lát nữa luyện cấp cho em nó. Vậy là con này có chiêu xịt khói nè, ngoài ra thì không biết có chiêu gì khác nữa hay không, cho nên là thu phục em nó trước tính nhiệt đến cái đã. Và em nó cũng đã trở thành đệ tử của mình rồi. Đấy rồi, cho em nó ra phía bên ngoài luôn các bạn. Đó, nhỏ xíu thì siêu luôn. Và con này thì đấy, nhìn em nó cute quá ha. Hình như nó là của bản mod mới sao, để mình kiểm tra thử xem coi. À, có menu tiến hóa trong này nè các bạn. Chỉ cần level 140 thôi là có thể tiến hóa được rồi ha. Ok, cho nên là mình sẽ tạm thời cất con này vô một cái. Con này bây giờ thì chỉ có thể lên trên vai của mình thôi. Mình sẽ ra lệnh cho tấn công thử coi. Ồ, xì khói nè các bạn. Và cắn thường nè. Tấn công. Ok. Nó cắn thường được các bạn. Cắn thường được, nhưng mà cắn thường được có 50+ đam thôi à. Nhưng mà dí heo cắn được. Con kia thì xem coi. 800+ máu, còn 500+ máu hả? Hơi bị khó nhằn một chút ăn. Chắc phải tìm con gì đó dễ ăn hơn. Mình có thể dí heo được. Và cho nó xuống dưới để mình ra lệnh cho tấn công thử thôi. Đó, dí heo tấn công. Và thử xem có chiêu gì đó khác ngoài cái chiêu smoke nữa không. Con kia nó dí heo kia cưng. Có chân. Đúng rồi, dí heo con kia đi. Ô, con quỷ này nó dí heo các bạn. Dí heo tấn công con đệ của mình á. Con quỷ này tận 290 hả? Ủa, mấy con quỷ này nó spawn ở level cao không ha. Và nó tiếp tục sử dụng cái chiêu smoke của nó kìa. Và thôi đừng tấn công nữa cưng. Có vẻ như không ổn. Nó dí heo nó đánh toàn hụt hả các bạn. Và em nó thì ở đây nè.
Trời khó nhìn ghê luôn á. Em nói thì chắc là mình phải build up lên trên vai của mình thôi. Mình đi tìm cái con nào đó nó nhẹ nhẹ dễ dễ đánh hơn các bạn. Để cho em nó đánh thử. Ví dụ con chuột chẳng hạn. Đây rồi, đối thủ vừa xứng tầm nè các bạn. Thì ra lệnh cho em nó tấn công thử. Con nó đánh nè. Ok, dính dính rồi, dính rồi. Đúng rồi. Ây da, con kia nó có chiêu gì á. Ôi, hai con này đánh ngang ngửa nhau ha. Con đệ của mình thì đánh được 59, còn con kia thì đánh được 40 mấy đam. Và chưa thấy nó sử dụng chiêu gì khác ngoài cái chiêu kiểu như smoke á, bơm mù của nó. Chắc mình phải tiến hóa cho nó luôn quá à. Thử xem con ra làm sao đây. Đó, cái chiêu xịt xịt lửa dưới đất đó các bạn, là cái chiêu bơm mù nè. Chưa có lửa, chắc là do nó còn nhỏ đó. Phải tiến hóa trở lên thì mới có lửa được. Và một phát nữa thôi, trốn lên cưng. Đúng rồi. Ok, mình sẽ bắt úp nó ra phía bên ngoài ha. Đứng trong cái đám khói của nó lắc quá lắc luôn á. Và quăng nó ra phía bên ngoài. Để mình cộng điểm cho em nó luôn các bạn. Lên sức mạnh cho em nó luôn. Em nó cũng có thể đội nón được nữa nè. Và bây giờ thì tiến hóa luôn đi ha. Thử chiêu của nó xong rồi thì cho em nó tiến hóa lên. Đó. Mình khoái các bạn mod mới nè bạn. Có cái hiệu ứng tiến hóa ha. Không như bản mod cũ chỉ cần cộng điểm vô thôi à. Là tới một cái mức độ đó nó sẽ tự tiến hóa. Còn cái này thì cộng điểm. Biết khi nào tiến hóa được luôn đó. Họ có thể tiến hóa được. Wow, có thể tiến hóa được tiếp rồi các bạn. Level thì chỉ cần có 360 thôi bạn. Mà con này thì nó sẵn là 400 mấy rồi hả. Có thể tiến hóa được thêm luôn á. Bây giờ thì có thể gửi được luôn các bạn. Ôi da, mình ngồi ở dưới. Ôi, mình ngồi ở dưới. Mình ngồi ở một cái chỗ rất là kỳ lạ luôn á. Không có ngồi trên lưng của nó. Mình ngồi đâu ở dưới á. Và thử xem coi có chiêu chuột phải coi. À, chiêu chuột phải là chiêu lửa các bạn. Chiêu lửa này đi cực kỳ nhanh luôn á, nhưng mà không có gây đam được thì phải. À đúng rồi, cái chiêu này đúng ra là phải lủi vô mục tiêu và gây đam luôn chứ ha, đốt cháy mục tiêu rồi các kiểu nó mới xịn chứ sao mà mình lủi vô mấy con này không có gây đam gì hết à. Và nó đi rất là nhanh luôn á. Chiêu đó là chiêu chuột phải. À, chiêu chuột phải nè đó. Bây giờ mình bấm đánh thường thì ôi bây giờ nó chạy nhõng đít luôn rồi. À, nó cuộn tròn lại để đi luôn các bạn. Mình tắt cái chiêu chuột phải thì bây giờ thì nó chuyển sang cái trạng thái khác rồi ha, nó không có đi bình thường nữa mà đi bằng cái lưng luôn rồi. What? Và chiêu C, cần chân C đồ, ít đồ thì Q, R, O đồ không có chiêu các bạn. Trời ơi, còn cái chiêu này thì chiêu chuột phải nè. Phải vì cái chiêu này mà gây đam được thì ngon á. Em nó tiếc cái là không gây đam được. Mà con nè, xoay liên tục luôn và xài chảy xuống nước được không? Để thử coi. Đem cái bánh xe lửa này xuống nước. Ủa, bánh xe lửa này ảo ghê luôn á. Có thể đem được xuống nước luôn các bạn, mà sao nó lại đi rất là chậm nha. Vậy chỉ có thể sử dụng để đi trên bờ thôi. Tốc độ di chuyển trên bờ cực kỳ nhanh với cái chiêu này luôn nè. Đó. Và mình sẽ ra lệnh cho nó tấn công thử các bạn. Thử với con rùa thử xem coi nó có đánh cái chiêu gì. Ôi kìa, nó đốt cháy được các bạn. Ủa, ôi, vậy mà mình sử dụng nó các bạn. Mình ủi cho mấy con kia thì lại không có đam ha. Trong khi mình ra lệnh cho nó thì nó có đam đốt cháy mục tiêu kìa. Ngon lành thì khang đốt cháy mục tiêu kéo nguyên một nùi 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 lên luôn á. Nhưng chỉ có 5 sức mạnh một phát thôi à. Để mình thử cho nó cộng thêm sức mạnh thử các bạn. Cộng thêm sức mạnh thử xem có tăng cái đam lửa lên không á. Tăng đam lửa lên là ngon luôn á. Và nó đang dí theo mình nè. Mình sẽ ra lệnh cho nó tấn công con Balanto này luôn. Đó, dẫn lên các bạn. Tăng sức mạnh lên lên đam lửa luôn nè. Và đốt cháy con kia nhìn đã ghê luôn á. Nó bự các bạn. Nguyên một cái đống lửa khổng lồ luôn. Đốt đi cơn, đốt đi cơn. Tối 17.000 máu hả. Đốt xong con này chắc là lên cấp dữ lắm á. Bây giờ muốn cho nó xịn đó bạn, thì mình sẽ luyện cấp cho nó nhiều nhiều một chút ha. Rồi sau đó tiến hóa lên cấp độ tiếp theo á, thì nó sẽ thừa hưởng được cái con này. Ở cấp độ trước level 2, từ level 2 lên level 3 thì nó sẽ được hưởng cái con level 2 á, thừa hưởng chỉ số mặc định. Và đây thì cho em nó đứng yên một phát xem coi nghe đi đâu dữ vậy cưng. Ôi nó xuống dưới nước luôn rồi. Quay trở lại, quay trở lại rồi luôn. Mấy con cá đi ra nha cắn á, lên trên này em nó chìm luôn rồi. Chìm luôn. Chìm luôn rồi, vô vô trong quả cầu của mình lại rồi nè. Nó thì trong này thôi. Đây rồi, bây giờ mình sẽ quăng em nó ra phía bên ngoài là các bạn. Trời ơi, bị đánh tơi tả luôn nè. Cộng thêm được một điểm nữa thôi. Ok, mình sẽ cho nó follow mình các bạn. Lên trên này, mình có thể build up nó lên được nữa nè. Bây giờ thì nó cũng còn nhỏ mà. Nhưng mà vẫn không có build up được, ăn hết build up được rồi. Bây giờ chỉ có cưỡi nó, rồi sử dụng cái chiêu chuột phải để lăn thôi. Rồi e xuống các bạn. Là nó sẽ lăn hoài, lăn hoài, lăn hoài luôn á. Mình sẽ ra lệnh cho nó tấn công con Raptor này giúp mình. Bây giờ thì lên được một phát. Cũng tùy con nữa ha. Có khi 6 đam, có khi 8 đam, có khi có 5 đam thôi à. Và ai da, nó tấn công dữ quá, con này của mình yếu rồi. Cho nên là tấn công tiếp cưng. Đúng rồi. Cho đánh thêm con Raptor này nữa, cái mình tiến quá cho em nó luôn đi ha.
Đó, và mình đói quá, ăn như cho no một cái. Đứng gần nó thì mình có nóng không? Ồ, cái nào nó lòi lên đây các bạn. Nhìn nó như vậy giống như kiểu con ốc sên lửa đấy anh. Rồi em nó thì yếu máu quá rồi, bây giờ thì gọi lên được 6 cấp nữa nè. Cộng thêm sức mạnh lên nữa các bạn. Lấy đồ ra hết anh, đồ này thì dục bỏ đi. Rồi, xem coi, à Harry hả? Chơi Harry luôn cưng. Đốt Harry, bây giờ thì đốt được 11 đam một phát. Và em nó chắc đi rồi. Ok, chạy 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 chạy. Ra phía bên ngoài mình cho nó chiến tiếp các bạn. Chiến tiếp chiến tiếp. Không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Mình sẽ đánh thêm con Harry này nữa đi các bạn. Để cho lên thêm một mớ cấp nữa đi anh. Rồi tiến quá luôn cũng chưa muộn đâu. Tiếp tục tiếp tục tiếp tục. À, con chuột hả cưng? Con chuột thì ok, Harry còn chết nữa mà con chuột này thì tấn công con chuột luôn. Chuột ở cấp đầu này nguy hiểm lắm nè. Đó, lủi luôn con chuột. Ok, con chuột sao có 2 đam một phát ha. Chuột này có kháng lửa hay sao đó các bạn. Kìa, có khi không đam nữa kìa. Rồi xong rồi, lên 9 đam phát một em nó đi luôn à. Và đứng em một cái. Để xem coi em nó có lên level gì không. Cộng, ui con này có thể nướng thịt được luôn các bạn. À, mới phát hiện ra luôn. Vậy là mấy con hệ lửa có thể nướng thịt được giống như con Charizard đấy bạn. Charmander đồ đó ăn. Là có thể nướng thịt được luôn, bỏ thịt cho em nó là nó nướng thịt cho mình ăn luôn á. Quá tiện sờ luôn. Và thịt trong này với cái móng vuốt thì lấy lại. Còn mấy cái đậu linh tinh thì mình sẽ dục bỏ hết. Mình sẽ tiến quá cho em nó luôn đây các bạn. Tiến quá lên hệ tiếp theo. Rồi con này thì đây. Tiến quá lên một phát nữa. Đó, cũng bắt đầu xây mầm ha. Giọt đầu tiến quá. À, Roster ghi sợ quá, bỏ chạy rồi. Rồi đây xem coi em nó lên cái dạng gì nữa đây. Wow, bự hơn rồi đấy các bạn. Đây rồi, con này thì xem hay còn tiến quá được. Maximum các bạn hết tiến quá được rồi ha. Cấp cuối rồi, level 3 và bây giờ thì mình cưỡi nó trên lưng một cách đàng hoàng rồi nè các bạn. Không còn là thằng đứng dưới đít của nó nữa ha. Rồi con này chuột phải xem coi. Wow. Ui. Ây da. Bây giờ thì nó sẽ sử dụng cái phần trên lưng của nó ăn để phun ra lửa ăn. Đúng không? Hình như miệng của nó bạn, miệng của nó phun ra như một cái núi lửa phun trào vậy đó. Văn thiên thạch quả cầu lửa gì đó, các kiểu là phía bên ngoài dữ lắm. Và mình phát hiện ra con này á các bạn, khi mà nó chạy nhanh á, một lát sau là nó sẽ biến thành một như cục lửa vậy đó. Đó, và di chuyển cực kỳ nhanh như trong này luôn. Và ngoài ra thì nó còn có thêm cả cái chiều phun trào nữa ha. Mấy con Badonto này thì phun nó đã lắm. Phun một phát một là chết một con, phun một phát là chết một con các bạn. Đứng dưới chân của nó này ha, phun ngược lên trên mà chịu sao nổi. Một phát là đi, một phát là đi. Mình sẽ thử cái chiêu chạy luôn các bạn. Chiêu chạy thịt lửa này thử xem có gây đam không nha. Khi mà lũi vô trong mấy con này thì à không có gây đam các bạn. Chiêu này chắc là cũng chỉ để chạy nhanh ra. À cũng có kìa. À đụng vô mấy con Badonto các bạn. Đụng vô mấy con Badonto nó vẫn tính đam luôn ha. Và chuột phải một phát thì ôi ôi dữ dội lắm luôn. Và cái chia của nó thì khói bụi mịt mù hết. Mình sẽ luyện thêm một chút cho con này một cái nữa. Bên đây thì Badonto nhiều quá. Và em nó thì đánh thường một cái được 1000 mấy đam đó. Còn chiêu phun lửa này thì ồ, có khi nó sốc lên được 3000 đam một phát luôn các bạn. Vừa đi về mình sẽ vừa đánh hết mấy con ở trên đường đi về các bạn. Để farm thêm phần nguyên liệu đó. Đó, mấy con này thì có thêm phần nguyên liệu của mình. Để mình tích trữ sắp tới còn mua Loria ấp ủ từ trước tới giờ các bạn, nhưng mà vẫn chưa có đủ phần nguyên liệu ha. Farm sắp mặt bữa giờ mà vẫn chưa có đủ, tới tận 2500 cái. Farm hoài mới được như 800 mấy gần 900 cái thôi các bạn. Còn một chặng đường rất là dài ở phía đằng trước nữa. Mà không biết Logia trong cái mod lần này nó có mạnh không nữa nè. Trong phim thì nó cũng khủng khiếp lắm các bạn. Nhưng mà trong mod thì mọi thứ thay đổi. Game với lại trong phim là hai thứ khác nhau các bạn. Nhiều khi tác giả họ làm ra họ nét nó xuống á, nó xì đà lắm. Có những con mình nghĩ nó mạnh nhưng mà thật ra thì nó lại yếu, lạ vậy á. Còn con những con mình nghĩ nó yếu thì nó lại mạnh. Và lang thang nãy giờ thì trời mưa tầm tã. Và cuối cùng mình cũng sắp sửa về tới căn cứ rồi nè. Đây rồi, vô phía bên trong đó các bạn. Để cho em phía mình đi về tới nhà mưa nó lắc dữ á. Và xem coi con Raichu của mình đây đó các bạn. Raichu của mình, con nhà của mình là con đực nè. Còn con này là con cái. Mình sẽ bật cái tính năng sinh sản của nó lên thử là được không nha. Bật lên rồi đúng không? Đúng các bạn. Bên đây thì cũng bật lên luôn. Và đói nữa rồi. Ăn vô một cái. Xem coi. À, nó có nổi tim rồi nè các bạn. Ok, ngon lành luôn á. Chắc là lát nữa nó sẽ đẻ ra trứng cho mình thôi. Và hai em này thì hai con này của hai bạn mốt khác nha các bạn. Thử xem coi mình có kết hợp được không nha. Con này thì của bạn mốt mới nè. Còn phía bên đây là của bạn mốt cũ. Mình cũng sẽ bật lên luôn thử xem coi.
À, hai con này đứng chung các bạn, nó không có nổi trái tim bự lên á, chắc chắn là cũng không có nổi tim nhỏ thì mà kích hoạt cái tính năng giao phối của nó lên đâu, chỉ có con này thôi. Và đứng đây chờ đợi một chút các bạn, trong lúc đó thì mình sẽ cưỡi em này để đi ra phía bên này để mình chơi với con này có được đó. Và sử dụng chiêu chuột phải một phát, đâu rồi, đây là các bạn, trời ơi, nó sốc lên 3.000 mấy đam, bây giờ đam thường á là 2.000 mấy đam luôn rồi ha, sốc lên còn mạnh hơn khủng khiếp nữa. Ở đây thì gần quá lại không trúng nè, phải đẩy nó ra phía bên ngoài để mình farm thêm. Và trong này thì có con ba lên sâu 290 luôn hả, vô để mình quật cho một phát đã chưa. Mình thích những cái chiêu phun này của nó ha, chuyển sang cục lửa thôi, nó chạy với tốc độ bàn thờ luôn. Và thử xem có nó farm được berry gì không, thử thử thử, nãy giờ mình đánh tầm lum tầm la, nếu mà farm được chắc là nó cũng tự farm luôn rồi ha. Đúng rồi, không farm được, thậm chí là đập cây thì vẫn đập được các bạn, nhưng mà không có lấy được gỗ đem về đâu, chỉ có đập phá cho vui vui thôi. Và em nó thì chỉ còn vài giây nữa thôi các bạn, vài giây nữa là nó đẻ ra cái con Pikachu baby rồi, xem nó ra Raichu hay là ra con đây 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 các bạn, nó ra cái con baby rồi nè, mà xem coi. Ôi, vậy là nó đẻ ra con này là con Raichu luôn các bạn, mình không cần phải tiến hóa cho em nó luôn ăn. Đây đây đây, mình sẽ bỏ lên người cho em nó 2.000 mấy cái luôn, để cho em nó ăn từ từ lên các bạn. Vậy là đẻ ra Raichu chứ không phải đẻ ra con Pichu á, mình cứ tưởng là đẻ ra con Pichu sau đó mình tiến hóa lên thành con Pikachu rồi sau đó thì mới lên Raichu, chứ cái này là ra hẳn con Raichu luôn. Và con này thì mình sẽ tắt đi tính năng sinh sản của nó nha. Rồi mình sẽ cho cái con rắn hồi nãy ra luôn các bạn, con rồng mình ha, rồng này thì chắc là ở tập sau các bạn, mình sẽ đi luyện cấp cho nó các bạn để nó tiến hóa lên lần tiếp theo nữa các bạn, nó sẽ lên được level 3 luôn á. Và cộng điểm thêm thử xem coi biết đâu tiến hóa luôn thì sao. Không được các bạn, chắc là phải luyện thêm á, con này của bạn boss cũ cho nên không có menu tiến hóa đâu, con này chắc là tập sau đi mình sẽ tiến hóa cho nó em nó luôn. Và video của mình trong tập ngày hôm nay bây giờ thì cũng dài rồi các bạn, cho nên có lẽ là mình cũng sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy hết cái series Pokemon của mình thì đừng quên cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực nghiên cứu làm thêm những video tiếp theo cho bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.